Mai Auto xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một bộ dàn karaoke cực kỳ là đẳng cấp đến từ thương hiệu EP Pro để chơi tiếp. Bộ dàn ngày hôm nay được kết hợp bởi cặp loa cây C7000, phiên bản đẩy liền vang số DAC X36, bộ mic VGAP521 và cuối cùng là phiên bản trầm bass 40S15K. Tổng giá trị của bộ dàn ngày hôm nay là 32.300.000 đồng. Bác nào quan tâm muốn đặt hàng hay là muốn tìm hiểu về bộ dàn này thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc số điện thoại của hàng hàng 0967 345 155. Đầu tiên về cặp loa C7000, đây là một trong những phiên bản loa cực kỳ là đẳng cấp, cho chất lượng rất là tốt đến từ thương hiệu EB. Phiên bản này thì được sử dụng 2 bass 25, một trung và hai chép, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên, với hai bên vỏ thùng được thiết kế theo khung vòm. Trên mỗi sản phẩm của EB thì đều có tem chống hàng giả, mã QR và trang web của công ty. Phía mặt trước của loa thì được phủ một lớp sơn đen bóng và những phần ốp mạ vàng, tạo nên điểm nhấn, tạo nên sự sang trọng của loa. Và hiện tại giá thành của mỗi cặp loa C7000 đã là 14 triệu. Những cặp loa này thì các bác có thể hát karaoke hay là nghe nhạc đều cho chất âm rất là tuyệt vời. 14 triệu của cặp loa C7000, thiết kế đẹp. Những phiên bản này thì khi các bác và anh em trưng bày trong không gian gia đình nhà mình, trưng bày trong phòng khách hay là phòng hát rất là tuyệt vời. Kết hợp với đó là phiên bản đẩy liền vang số, phiên bản đẩy liền vang mới nhất đến từ thương hiệu EB, có model là DAC X36. Phiên bản này hiện tại hãng đang đưa ra mức giá 9 triệu đồng phiên bản đẩy liền vang số nhá. Model này thì cho chất lượng âm thanh cực kỳ là hay, và đặc biệt đối với model này thì khi các bác và anh em mua hàng thì bên em sẽ có những cái phần mềm chỉnh sẵn, căn chỉnh sẵn chế độ tại cửa hàng, thì khi về thì các bác nhận hàng thì chỉ việc bỏ ra kết nối vào sử dụng, chất âm cho ra cực kỳ là hay và tuyệt vời. Công nghệ hiện đại có đầy đủ những tính năng kết nối như là cổng quang và Bluetooth và USB và những chế độ hiện đại bậc nhất trên thị trường. Trên tất cả những sản phẩm âm thanh hiện đại thì đều đã được tích hợp hết vào trong model này. Phía trên nó là bộ mic VGAP521 ở phiên bản mic cũng vừa mới ra mắt vào cuối năm 2022. Phiên bản này thì đang ở mức giá là 2.800.000 đồng. Dòng mic công nghệ khá là cao, hát rất là nhạy, chế độ chống hú tốt, tự động ngắt khi không sử dụng, chế độ gia tốc khi rơi và đặc biệt ở chế độ cảm biến cực kỳ là hiện đại, đúng không ạ? Logo EB vào đâu? Model VGAP521 phiên bản mic khá là mới đến từ thương hiệu EB và cuối cùng không thể thiếu trong bộ dàn ngày hôm nay. Dòng súp S15K, dòng súp trong phần bụng cao cấp 6.500.000 đồng, súp bass 40, bánh cực kỳ uy lực. Đặc biệt tất cả những model súp của EP Pro thì được hãng đưa ra cái chế độ bảo hành rất là tuyệt vời. Hãng sẽ hỗ trợ bảo hành trọn đời nhá, trọn đời cho những phiên bản súp này. Thiết kế sang trọng, hầm hố toàn bộ được phủ lớp sơn sần đen. Trọng lượng những phiên bản này khá là nặng, công suất cực kỳ là lớn, công suất max của nó lên đến 1.600W. Và đối với công suất này thì các bác và anh em có thể chơi trong khoảng không gian từ 7 đến 80 m2. Mặt trên của súp thì sẽ có một tem logo EB Pro được hạ cấp, cọc cắm là full, và phía dưới thì sẽ có tem mạ vàng, logo EB Pro được mạ vàng, lỗ thông hơi được đặt ở phần sau mặt lưới, tấm bê căng thiết kế tràn viền, bên sườn thì sẽ có tem bảo hành của hãng và hai tay sách. Toàn bộ những linh kiện để tạo nên những sản phẩm súp trầm đến từ thương hiệu EB thì được hãng sử dụng bằng linh kiện chân đồng và nguồn khuyến lồng 100%. Tổng giá trị bộ dàn ngày hôm nay là 32.300.000 đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến Zalo hoặc số điện thoại của hàng Hà để đặt hàng. Bây giờ thì xin mời toàn thể các bác và anh em cùng đi thưởng thức qua một đoạn tiết nhạc ngắn bộ dàn cấu hình ngày hôm nay nhé. Tết qua trong nhà dân phố, Tết.
Hãy subscribe.